Và xin mời cặp đôi tiếp theo của bảng D1. Xin mời em Phan Thị Hoàng Yến, số báo danh 109 D1 đến từ Hà Nội với bản Feuerlys của nhạc sĩ Beethoven. Và em Cao Quỳnh Anh, số báo danh 87 D1 đến từ Nha Trang với bản nhạc Stand của nhạc sĩ Sube.